Hi mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Rosie Pop. Hôm nay mình sẽ unbox album Issue Maker của nhóm Hot Issue. Nhóm này mới debut vào ngày 28 tháng 4. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Thank you.
Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn và hẹn gặp lại.